Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Để các bạn mới chưa biết thì mình chia review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh du lịch đồ ăn và v.v. Hôm nay các bạn có thấy có một cái điều gì đó mới không? À, đó là mình mới trang bị một cái bộ mic. Hai anh em đang xài cái mic mới rồi các bạn ha. Đó, thì cái âm thanh các bạn đang nghe là đang sử dụng cái mic mới. Mình mới đầu tư cái bộ mic này để cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn, để phục vụ cho các bạn được nghe rõ hơn, nghe ấm hơn ha các bạn ha. Thì hôm nay mình qua bên đây để cà phê với lại anh Tâm. Chắc các bạn trên kênh của mình không có lạ với anh Tâm nữa ha. Chào các bạn. À, anh Tâm làm hồ ở bên quận Tân Phú ha. Tân Phú. Đó. Ủa, bao lâu rồi anh em mình không gặp nhau ta? Cũng 3-4 tháng rồi. À, tới từ trước dịch đúng không? Đúng trước rồi, cái đợt dịch này đúng không? Trước đợt dịch. Cái đợt dịch này nó ghê quá ha. Anh em xa nhau. Đợt này thấy nặng hơn bình thường á. Ừ. Nguy hiểm. Mới có từ 27 tháng 4 tới giờ mà 100 mấy, ủa, ngàn mấy ca rồi chứ. Ừ. Ủa rồi dạo này tình hình ổn không? Thì cũng đã lai rai à. Nói chung là đợt dịch này là đợt thứ 3, thứ 4 rồi. Thành ra cái kinh tế nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. À. Nó dập mấy đợt liên tiếp luôn. Đúng rồi, mấy đợt đầu thì cơ bản là người ta còn tiền dự trữ trong túi rất là nhiều. Giờ sẽ hết rồi. Chơi nhiều. Qua đợt này là bắt đầu đuối rồi. Cãi rồi. Thì cái số lượng hàng nó bị giảm lại. Cũng ảnh hưởng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy dạo này trên mạng á này kia là mấy anh em làm hồ này kia đó, thấy người ta cũng ra người ta làm hồ nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Thấy những cái chỗ mà hồ cá ABC này kia ra quá trời. Giờ chỉ cần lên trên một hội nhóm nào đó đăng một bài cần tìm hồ là nhảy vô. Có khoảng mấy chục người nhảy vô. Bởi vì vậy là cái miếng bánh của mình đang nhỏ lại. Đúng rồi. Mà em thấy á trên kênh của em á có nhiều anh em vô inbox trên fanpage của em á, hỏi là cái hồ công nghệ của em mới làm nó bị lỗi này lỗi kia, rồi nó bị bơm nước lên không đủ, rồi thổi yếu, thổi đáy, thổi mặt yếu này kia thứ á. Thì không biết bên anh Tâm có gặp mấy cái trường hợp đó không ta? Cái đó nhiều lắm ha. Tại vì thường thì hầu như một tháng là anh sẽ có 2-3 người hỏi về vấn đề đó. Hỏi là người ta làm hồ của anh ta hỏi hay là làm hồ ngoài người ta quay lại người ta hỏi ha? Không, làm chỗ khác. À, về xài bị sự cố chứ hồ anh mình đâu có bị vậy đâu đúng không? Dạ. Nhưng mà những cái lỗi đó, thường những cái lỗi mà em nói nãy giờ đó, thì cái nguyên nhân của nó là cái gì anh Tâm ạ? Thì theo như khi mà khách phản hồi bên anh á, thì cái vấn đề đầu tiên là họ bị lừa. Là những cái người thợ không có kinh nghiệm á, họ sẽ làm một cái hồ lọc vách giống như kiểu của Hugo Dương á. À. Xong rồi họ dán thêm một cái hộp nữa và họ bơm cho máy bơm vào cái hộp đó, họ đục lỗ ra để thổi đáy. À. Và họ gọi đó là hồ công nghệ. À. Chưa tới nó đâu phải hồ công nghệ đâu. Đúng rồi, nó chỉ là một bổ sung thêm một cái hồ lọc vách rồi họ dán thêm cái hộp để thổi đáy thôi. Ừ. Thì cái vấn đề này khách gặp rất là nhiều. Là đó là những cái chỗ không có uy tín. Rồi cái thứ hai là thợ làm hồ còn non kinh nghiệm. À. Khi mà họ thiết kế họ chưa có biết được cái lượng nước chính xác giữa lên và xuống, không canh chỉnh được lượng máy bơm luôn, cái liều lượng của máy bơm luôn. À. Có những hồ công nghệ 1m2 nhưng mà họ chỉ đi bơm khoảng tầm 2000 mấy. À, có nghĩa là cái máy bơm nó không đủ công suất cho cái hồ đó. Đúng rồi, cái lực hút nó rất là yếu. Ở đây thường thì anh sẽ set máy bơm là công suất máy bơm sẽ gấp 8 tới 10 lần thể tích nước trên hồ. Tại vì khi mà cái hồ công nghệ cái bơm nó bị ép rất là nhiều. Khi đưa lên là bơm nó bị ép, giảm cái công suất của máy bơm lại, thành ra bắt buộc cái công suất máy bơm nó phải gấp bằng 8 tới 10 lần thể tích nước của hồ. Thì nó mới đảm bảo được sạch. Ok, như vậy nói từ nãy giờ thì chắc mọi người chưa có hình dung ra được là mấy anh em đang nói về cái lỗi gì của cái hồ đó. Thì bây giờ ở sẵn ở đây có một cái hồ mà mới anh ạ, hồ này. Đúng rồi, hồ của khách đang test nước. À, đang test nước hả? Đó, sẵn một cái hồ của khách đang test nước thì bây giờ anh em mình qua xem coi là những cái lỗi đó là phát sinh từ đâu, để nếu mà anh em có đặt hồ á thì anh em rút kinh nghiệm
để mình có một cái hồ chơi thật là tốt thôi phải ha. Rồi, ok. Thì đây là cái hồ mới mà khách bên anh Tâm đặt ha các bạn ha. Đây thì có anh Tâm đây. Ở anh Tâm hướng dẫn cho các bạn, chỉ cho các bạn xem là cái lỗi nó thường ở cái chỗ nào anh Tâm ha. Giống như cái hồ này đi, thường thì 1m336868 thì anh sẽ set bơm khoảng 6.000. Thì nó sẽ vừa đủ hút đáy và hút mặt. Thường thì anh chia hút mặt, thí dụ cái bơm 6.000 thì anh cho hút đáy 5.000 và hút mặt 1.000 thôi. Tại vì hút mặt rất là ít giờ. Chủ yếu là cái phần hút đáy. Thì những cái hồ bình của người ta thiết kế có một số chỗ nó làm là bị lỗi á, là cái phần hút đáy này nó chỉ 50-50 với cái hút mặt thôi. Nếu như tăng bơm thì nó chỉ hút mặt mạnh hơn chứ hút đáy nó vẫn yếu. Là cái đó không sửa được. Người ta thiết kế làm sao là bắt buộc phải xài như vậy. Sửa là chỉ có rã hồ ra. Đúng rồi. Giống như những cái hồ của anh thiết kế, thí dụ anh đã thiết kế bơm 6.000. Nếu như hạ bơm xuống là bắt buộc phải giảm hút đáy. Nếu như không là cái thằng hút đáy nó sẽ hút nước của hồ tuột xuống luôn, là tràn lọc. Là tại vì khi mà cái thằng hút đáy này nó hoạt động là nó hút rất là mạnh. Cho dù em xài bơm yếu nó vẫn hút mạnh. Thành ra bắt buộc là cái bơm nó phải theo cái đường hút đáy. Để anh bật bơm lên. Rồi, anh mở lên cho các bạn xem. Là hút đáy nó sẽ đi bằng cái khe này, đi vào trong bốn lớp, đi dọc qua bên hộp kỹ thuật bên đây. Đây qua đây. Nó sẽ qua cái ô này. Và khi nước ngoài hồ cao hơn nước trong ô này á, là nó sẽ bắt đầu nó đi qua bằng cái đường này. Cái này là đường nước mồi của máy bơm. Mục đích của nước mồi này là cho cái thằng hút đáy nó hút mạnh lên. Có một số chỗ nó không làm được cái thằng hút đáy này mạnh lên được. Nó chỉ hút là tại vì nước ngoài hồ cao hơn nước đây. Một chút xíu nữa, khoảng tầm 1 phút á, 30 giây tới 1 phút là cái ngăn này nó sẽ ngập nước. Và lúc đó cái thằng hút đáy nó đang hoạt động. Hoạt động hết công suất của nó. Đúng. Có một chỗ nó không làm được như vậy, nó chỉ hút được là nhờ nước ngoài hồ cao hơn nước ngăn này thôi. Đây là nước bắt đầu dâng lên. Khi nó ngập hết cái ngăn này là bắt đầu cái thằng hút đáy nó hút rất là mạnh. Nếu như mà xài bơm lớn, cái ống 34 này có thể là hút được khoảng 10.000 tới 12.000. Ở các bạn, thì bây giờ cái ngăn này nó đã đầy nước lên rồi nè ha. Như nãy anh Tâm nói là khi mà cái ngăn này đầy nước á, là cái công suất mà hút đáy á, nó sẽ hoạt động cao nhất luôn. Thì bây giờ mình thử mình thả giấy vô xem coi nó là hút ngon mà. Đó, bắt đầu hút vô rồi đó các bạn ha. Con này nó bơi lên trên rồi. Những cái phong mà nhẹ nó sẽ đi thành một phong. Đi ngược qua đây và nó gặp hút mặt, hoặc là nó rớt ngược xuống và nó đẩy ngược. Ở đây đẩy ngược, nó đẩy ngược. Còn phân nặng là dĩ nhiên là nó sẽ hút xuống đáy rồi. Lấy này thì nó nhẹ, còn phân nó sẽ bị nặng, nó đẩy qua đây. Đúng rồi, cái cục phân nó sẽ nặng hơn. Đó, hút vô đây. Nếu hồ này thì cơ bản phân nó sẽ không động được dưới đáy. Bởi vì chỉ cần cá thấy phân xuống đây là sẽ bị đẩy qua đây. Khỏi liền. Nhưng mà nếu mà anh em nào chơi cái hồ này là không có đẩy nền được. Không đẩy nền thì biết bắt buộc thiết kế cái đường cao lên. Cái đường hút là nó cao lên. Cao lên. Đó là hồ dành cho cá gì á. Thì mỗi một loại cá nó sẽ có một cái kiểu hồ khác nhau. Vẫn là hồ công nghệ nhưng mà thiết kế cái đường hút là đường hút nó khác. Ví dụ giống như hồ cá vàng của anh cũng vậy. Cũng là hồ công nghệ nhưng mà cái lực thổi của nó anh chỉ cho ra 1/3 hồ. Tại vì cá vàng nó yếu hơn những cá khác. Thổi nó vàng thì nó bơi nổi. Lực thổi ra 1/3 hồ nhưng mà lực hút vẫn không đổi nha. Có nghĩa là bơm vẫn đúng công suất nhưng mà lực thổi mình bắt buộc phải làm sao cho nó yếu lại. Ok. Thì đó là cái vấn đề những người thợ là người không biết được. Tại vì họ chuyên làm hồ cá rồng, họ không hiểu được cá vàng ở đây như thế nào. Không, mình làm cái hồ nhưng mà mình phải hiểu, mình phải hỏi khách là nuôi cá gì. Rồi mình phải biết cái con cá nó ra sao để mình làm cái hồ cho nó đúng. Vấn đề vẫn là bên cá vàng họ đặt hỏi ở chỗ khác, họ quay lại họ hỏi làm sao cho hút đáy nè, cái thổi đáy nó yếu lại. Thì khi mà con cá vàng nó bơi tới đây là nó bị thổi văng qua tới, nó không chịu nổi. Bởi vậy khi mà hồ cá vàng anh làm là những cái lỗ thổi này anh đục rất là nhiều, tùy theo công suất nó bơm mà anh sẽ đục những cái lỗ này. Anh canh làm sao cho nó ra 1/3 lượt thổi của hồ thôi.
nó vẫn đủ sạch để đẩy qua đây, nhưng mà khi con cá bơi tới đây nó sẽ không được hoài. Rất là hay. Vậy là nãy giờ anh em mình đã trao đổi xong những cái mà nhỏ nhỏ, những cái lỗi nhỏ nhỏ mà những anh em mà đặt hồ mới á, thường mắc phải, để các anh em nào mình mới đặt hồ thì mình rút kinh nghiệm ha. Nhưng mà hôm nay á, hôm nay em qua là em muốn tham quan cái hồ cá bự của tập, cái hồ cá nó nằm ở đâu đây? Này các bạn thấy không? Rồi lại gần thấy nó bự nha. Con chai cọp này con hồng vĩ, con chai cọp này sang nhiêu anh? 60 mấy, gần 70 hết rồi. Rồi con này chắc cũng phải 7-5 kg không ta? Không biết, anh chưa bắt ra được bao giờ. Bắt không nổi đâu. Giờ mấy nó nằm trong đây để chết luôn chứ đâu có để bắt chết luôn á. Wow, con này cũng 70 ha. Đúng rồi, cả trăm rồi. Còn con này chắc hơn à. Và nó nằm quay ngang cái mặt hồ, có lấy tiếp rồi. Ủa cái hồ này của mình là kích thước nhiêu anh? 2.9 rộng 78 cao 89. Wow. Cái này cũng là hồ không phải 4 lớp luôn. Không phải 4 lớp luôn. Wow, nguyên một cái hồ rất là dài, rất là to mà nuôi rất là nhiều cá nữa các bạn. Mấy con này nó ăn là nó thải phân rất là kinh. Mà cái hồ anh ta vẫn giữ được cái lượng nước cũng tương đối là rất là tốt. Đó, rất là tốt các bạn ha. Chà, bên đây còn có rêu nữa nè Tâm. Đi xanh nó gần lên. Cái đèn nó rêu lên. À, gần cái đèn rêu lên ha. Hồ này là toàn khủng long không chứ. Để coi coi. Hai con hai bát. Một con hai con ngân albino. Đúng rồi, hai con albino, một ngân thường. Ngân thường. Rồi thì một chơi cọp, một hồng vĩ, hai con hổ, một con tê tự nhân phi. Chà, con tê tự nhân phi vô trong đây nó nhỏ xíu à. Nó vô đó nó quảng, nó đứng không, không dám đi đâu. Nó đâu dám bơi đâu, toàn là mấy con nào bự. Dạ, không biết để đâu luôn. Ủa lúc trước em nhớ anh có con bói đâu rồi ta? Con bói bự nằm bên hồ kia. À, thấy vô đây bị đánh. À, bị hai bát đánh hả? 1, 2, 3, 4 con dí đánh một mình con bói. Trời, con này con nó không ghép được. Nhưng mà khoái con này. Con này bự thiệt chứ. Này mà mém muốn vô thủy cung luôn được rồi. Ham ăn dữ lắm, hôm bữa anh thả con hổ cỡ này bên kia qua nó dí nó nói. Một ngày anh cho cái hồ này ăn nhiêu tiền? Thì bữa là nếu như mà ăn cá thì nó khoảng tầm 100 ngàn. 100 ngàn bữa. Vậy là cũng ký rồi đó. Cũng ký chép hơn. Có khi là mua ức gà gì cho tụi nó ăn. Hai con này á là nó ăn bằng hơn mấy con này luôn. Nhưng mà anh có định kết nạp thêm dòng cách fit nào nữa không? Chưa biết. Giờ phải, nếu như thêm thì phải thêm con nào mà sống chung được với mấy con này. Mà phải bự. Không bự là vô là con này nó nhích. Nó nuốt hết. Con hổ này cũng muốn nè. Nhưng mà tại vì nó quen rồi. À. Thì nó không ăn, nhưng mà hôm bữa thả con bên kia qua là nó dí nó nuốt. Con quỷ hồng vĩ này nó dí là chỉ có chết nó rồi. Nó táp rầm nghe vô. Nó táp mà gần cái mặt nước á, bụp. Hồi đó em nuôi em biết mà, con hồng vĩ nha em, nó nhỏ hơn nhưng mà nó táp, cái lực táp nó mạnh lắm. Nó không có răng nhưng mà cái lực mà nó hút vô á, hút vô luôn đó. Chà, chơi cọp đã như vậy. Mấy con này được cái khi cho ăn rất là thích, nãy vô nó làm năm. Nó mới là đúng kiểu săn mồi á. À, cái tay mình có chút xíu rồi. Anh để thử cắm tay vô coi. Đó. Thôi cái tay ông nó lụm cái tay ông luôn. Mấy con này mà có điều kiện cho ăn đủ luôn, nó bự khủng. Bự nữa nhưng mà nó phải ở trong cái hồ lớn hơn nữa. Tại vì cái hồ càng rộng nó càng nhanh lên. Đúng rồi, nước càng sạch hồ càng rộng nó càng nhanh lên. À quên nữa, mới nghe nói mới mua cái máy. Máy gì đây? À, máy mài kính. Ngon để nha. Mài vi tính á. Chà, lên luôn. Cái máy này ủa nếu mà có cái máy này là tiện hơn đúng không? Mình không phải ra ngoài mình mài. Đúng nữa. Rồi. Bình thường thì anh cắt ở đây xong anh chở xuống dưới kia anh mài. À. Nhưng mà chở tới chở lui thì mất thời gian quá. Với lại ở những cái chỗ đó là nó chuyên mài kiến cho công trình. Ừ. Nó không có chỉnh cho mình được cái đường mài chỉ nhỏ theo ý của mình. Đúng rồi. Thì càng nhỏ nó càng đẹp, với lại cái khi mà cái đường chỉ nhỏ khi mà ráp vô cái hồ cái độ chắc chắn nó sẽ chắc hơn là cái đường chỉ lớn. À. Vậy là mình đầu tư cái máy này là mình có thể mình làm theo cái ý của mình. Đúng rồi. Cũng như là cái chi phí làm hồ nó sẽ giảm được.
với lại rút ngắn cái khoảng thời gian mà từ lúc khách đặt hồ đem tới kiến giờ. Đi qua bên kia đem về thì kia nó mất. Ví dụ bình thường thí dụ mình đặt kiến ở trên xưởng thì mình mất ít nhất là 2 ngày để chờ. Ừ. Còn mình tự cắt thì mình cắt xong thể lên mài xong có thể là chiều ráp được trong ngày luôn nếu như mình rảnh. Dạ rút ngắn được thời gian khách đặt, ví dụ đúng như rồi. Trước là khách đặt một cái hồ khoảng 5 ngày đi, giờ còn 2-3 ngày thôi là đúng. Giao hồ được rồi. Ủa nhưng mà cái máy này nặng anh ha. Gần 2 tấn rồi. Máy 2 tấn vậy sao đưa vô đây được? Hôm bữa xe cẩu nó cẩu vô tới trước cửa xong rồi nó lót mấy trái bí đào xuống dưới nó đẩy vô. À nằm đây nằm chết đi luôn rồi. Ờ đâu khiêng nổi đâu. Rồi bây giờ anh Tâm anh sẽ mở cái máy lên mài thử cho mình xem ha. Đó giờ mình cũng chưa biết cái mài kiến này nó ra làm sao, chưa thấy nó hoạt động sao hết, giờ coi thử coi nó hoạt động ra làm sao. Đó thì cái mặt này là chưa mài nha các bạn ha. Đó bây giờ sẽ cho vô mài cái cặp này. Thì cái máy này tự động mình chỉ đưa kiến vô thôi cũng khỏe anh Tâm ha. À. Chủ yếu là chỉnh máy thôi à. Chỉnh càng chuẩn thì nó càng đẹp. Cái này người ta gọi là mài vi tính nè. Đúng rồi, mài vi tính. À. Đó giờ cứ nghe mài vi tính mình không biết là cái máy nó ra làm sao. Ở mấy chỗ bình thường thì họ chỉ mài bằng tay cho nó đừng có bén thôi. Nhưng mà cái cạnh mà bằng tay là kiếm cái miếng tròn tròn. Đúng rồi. Chà chà chà. Nhưng mà cái cạnh này nó sẽ không bóng được. À. Nó không có được đẹp như vậy. Đúng rồi. À, ra nè các bạn. Đây. Này nó còn hơi nhẵn nhẵn, chạy lại một đường nữa nó mới đẹp. À chạy lên đường nó là đẹp luôn đúng không? Ừ. Đó, cái này là chạy lại lần 2 nè các bạn. Đây. Wow. Bóng láng luôn à. Ừ. Ồ. Ngon lành. Mà chạy cũng lẹ chứ bộ đúng không? Một cái miếng kiến nó chạy chừng khoảng 2-3 phút rồi. Không có lâu lắm đâu nhưng mà ra cái được cái cạnh kiến như vậy là rất là đẹp. Trời, đầu tư cái máy này đáng đồng tiền á. Ngon á. Lên okay. Cái hồ nhìn thấy nó khác liền à. Dạ. Nó mài ra nhuyễn lắm. À nhuyễn luôn hả? Nhưng mà nó cũng phải có dụng chứ. Không, có lắm. Dụng là nó sẽ theo cái đường nước xả nó qua bên đây nè. Đây, nước xả của nó nè. À phải có một cái bể nữa. Là nó mịn ra như cát luôn. À mịn như cát luôn. Em đúng tưởng rồi. Là nó cũng phải còn cái gì đó chứ. Mà hết luôn. Hết luôn, nó mịn như cát. À, trừ khi nào cái kiến mình cắt bị dư nhiều quá thì nó mới có dầm dầm chút. Xong rồi cái bể này là mình là đem đổ bỏ. Thì mà lâu lâu á khi mà nó cát nhiều quá thì mình lôi ra mình xúc. Ừ. Đó như vậy là sau một thời gian ngắn cái là cái hồ nó trong liền các bạn ha. Đó giấy hút hết trơn rồi nè. Ủa anh Tâm ơi, như vậy thì cái hồ của mình á, à, em thấy có một cái nữa là mấy anh em hay hỏi là nó khi mà cúp điện á thì cái hồ có tràn hay không? Rất là nhiều người hỏi vậy nha. Đúng rồi, những cái người mới chơi thường người ta sẽ không hiểu rõ về hồ công nghệ, người ta thắc mắc là khi xài lọc dưới có bị tràn lọc khi cúp điện hay không? Thì cái câu trả lời là đương nhiên là không rồi, nếu như tràn là không ai dám xài hết. Đúng rồi, thì bên thợ người ta phải tính cái đó đầu tiên. Đúng rồi, trừ khi nào cái hồ đó thiết kế bị lỗi hoặc là cái ngăn lọc nó không đủ sức chứa, khi mà thí dụ giống như những cái hồ anh thiết kế thì cái khi mà cúp điện nước nó sẽ rút xuống khoảng tầm 3 cm, thì 3 cm đó khoảng tầm 30-40 lít nước, thì cái lọc anh phải thiết kế làm chỉ sao cái đó đủ cái sức chứa 40 lít nước đó. À thêm một cái nữa là em thấy cái hồ công nghệ mới ấy, thường là ống rất là nhiều. Nhiều người ví dụ như người ta thích chơi ống á, thì người ta show ống ra thì không nói, nhưng mà nhiều người đó thích show ống thì có cái cách nào để giảm cái lượng số lượng ống này không? Đây, cái kiểu này là của anh là giảm thấp nhất có thể rồi. À, đâu đây mình coi, mình coi. Đây, anh là chỉ cho đi cái này là hút đáy, cái này là hút mặt. À. Bên đây là van xả nước của hồ và cái này là ống bơm anh cho lên thẳng luôn. À. Ở những chỗ khác là ống bơm nó phải đi bọc ngược qua đây và chia hai đường lên. Còn anh là cho bơm trực tiếp lên lớp đá luôn, thành ra nhìn cái hồ nó gọn gàng. Gọn ha. Ừ. Đó, nhiều anh em nào mà không thích chơi ống thiết này dài nhiều, dài quăng rồi nó rối rắm thì cứ đặt cái hồ giống vậy. Anh thì gọn. Càng gọn anh lại càng thích. À. Giống như những cái chỗ khác nói thì... Nói dạng á. Đúng rồi, những chỗ khác người ta đục lỗ xả lọc ở bên đây. Ừ. Còn kêu của anh là đục ở dưới và giấu dưới luôn. À, tại vì anh bị cái sự cố là ngày xưa anh cũng làm bên đây một lần. Đây là đụng vô cái nó tuôn. Cái lúc khách thao tác ở bên trong lọc, người ta không để ý tới cái ống này. Tựa vô cái nó nứt. Trời
là nước nhà lại lúc đó họ ăn cho hết. Thì cái đó là cái vấn đề. Bởi vậy thì sau này là anh làm anh khoan ở giữa và anh giấu cái van xả ở dưới đáy hết. Thì okay, nó sẽ không có bị sự cố đó. Đúng rồi. Sáng giờ qua cà phê uống hết ly cà phê luôn các bạn. Đúng là giám đốc có khác ha. Sáng giờ rồi uống cà phê rồi quay phim đâu có làm gì đâu. Bữa nay anh có giao cái hồ nào không? À không, bữa nay anh đang ráp hồ tại nhà cho khách. Hồ ở đâu? Ở bên quận 4 á. Lớn mà. 1m6 rồi nhưng mà 3 bộ. 3 bộ. Làm gần xong rồi. Một ông đó luôn, một ông đặt luôn. Của em trai bên Cá Vàng bán cá. À, em thấy mấy anh em Cá Vàng đặt bên anh không rồi chứ. Ờ, hàng thì của anh làm bên Cá Vàng nhiều lắm. Thị phần Cá Vàng nhiều à. Đúng rồi. Cá rồng thì cá rồng thì khoảng tầm 20%, đa số là Cá Vàng. Ngon lành. Tại vì anh ít lên trên hội cá rồng lắm, thành ra ít người biết. Rồi, hôm nay qua chơi vậy thôi. Ngồi chơi cà phê vậy đó. Tại sáng em cũng rảnh. Nay chủ nhật mà ai thường là ai cũng rảnh. Bình thường chủ nhật thì sáng đưa vợ con này kia đi, nhưng mà hôm qua thì đưa con nhóc đi chích ngừa. Vì nó chích ngừa về thì nó hơi mệt mệt chút xíu đó. Sáng nay cho nó ở nhà không chơi gì đâu chơi. Anh thì thường buổi sáng anh rảnh là anh lười. Buổi sáng lười lắm, quen cái giấc đó rồi. Thức khuya quá mà có khuya thấy ngồi nhật tin. Có dậy sớm thì cũng ngồi chơi chơi đó, khoảng tầm 10 giờ mới vô ca. Nhưng mà tối thì làm trễ chút. Ừ, nó làm khuya. Như là anh lại thích làm buổi tối hơn, nó mát trời. Em làm việc em cũng làm khuya. Khuya nó làm dễ tập trung ha. Đúng rồi. Còn buổi sáng mặc dù có thời gian nhưng mà cái này cái kia nó cần mình á, cái mình làm không tập trung. Đúng rồi. Làm clip thì em làm khuya không à, cái ý tưởng thì nó ra, nó tuôn ra bắt đầu là. Rồi thôi, bữa nay qua cà phê vậy thôi, rồi hôm nào rảnh em ghé anh chơi tiếp. Rồi ok. Chở về với hai mẹ con nữa hả? Cái địa chỉ, cái thông tin của bên anh Tâm làm hồ mình có để bên dưới phần miêu tả đó. Anh em nếu mà có nhu cầu làm hồ thì cứ qua bên đây inbox liên lạc với anh Tâm ha. Đó, ảnh tư vấn làm hồ rất là ok. Bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe đó các bạn, và một cái chuông với bé xinh xinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm những nút đăng ký cũng như là cái chuông, ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái clip này phụ cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.